Xin chào các bạn. Chỉ với một lần đổ xà phòng và nước giặt, bạn có thể đổ đầy 1 lít nước giặt và nửa lít nước xả, trung bình sử dụng được trong khoảng 2 tháng. Trên thị trường hiện nay cũng có những sản phẩm tự động trịnh suất liều lượng giặt nhưng giá chỉ bằng khoảng 60% so với thương hiệu Electrolux. Cái điều đắt giá ở đây nó không chỉ dừng lại ở việc kết hợp giữa cảm biến trọng lượng và chế độ vải để tự cắt một đoạn xà phòng đưa vào lồng giặt, mà nó còn là cả một cái hệ thống kiểm định chất lượng đi kèm, kết hợp với bổ sung nhiều những cái cảm biến và công nghệ tối tân để mới dẫn đến cái hiệu quả chăm sóc bảo vệ sợi vải và bảo vệ môi trường. Ví dụ cái chương trình này, xà phòng nó được đưa xuống cái chạm trộn, quánh tan hòa nhuyễn với nước trước rồi mới đưa vào trong lồng giặt, giúp xà phòng tan đều thấm sâu vào lõi bên trong của sợi vải và nó phát huy hiệu quả tối ưu của xà phòng. Và trong suốt quá trình giặt thì nó lại tuần hoàn liên tục phun tia nước với áp lực mạnh xuyên vào giữa đống khe vải. Như vậy trong trường hợp bạn giặt nhiều quần áo sẽ giúp giặt sạch đều hơn. Và đến cuối chu kỳ giặt, máy lại tiếp tục cảm biến cái nước thải để nhận biết đã sạch hóa chất tẩy rửa rồi hay chưa, để tự động thay đổi bổ sung cái chu kỳ rũ xả, giúp không chỉ sạch vết bẩn, sạch lõi sợi vải sạch đều mà còn sạch cả hóa chất trong quá trình tẩy rửa. Còn nếu gia đình bạn có trẻ nhỏ với làn da nhạy cảm, bạn khởi động chế độ giặt hơi nước Hygienic Care. Đến cuối chu trình giặt, máy sẽ xông hơi nước nóng 60 độ C trong 30 phút giúp tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn và nấm mốc, rất tốt cho làn da nhạy cảm. Thì đấy, mới kết hợp tất cả những cái yếu tố này cộng với cái tự động liều lượng và những cái phép thử thì nó mới tạo lên một chiếc máy giặt hoàn hảo giúp chăm sóc và bảo vệ trang phục. Và điều cuối cùng rất khan hiếm trên thị trường Việt Nam, chỉ có trên những thương hiệu uy tín và tôn trọng khách hàng. Đấy chính là những cái kết quả kiểm định các bạn có thể nhìn thấy ngay trên bề mặt. Giặt sạch hoàn hảo rồi, nhưng còn phải bảo vệ quần áo luôn tươi mới thông qua kiểm định của Woolmark, chuyên về kiểm định thành phần của sợi len tự nhiên trước và sau khi giặt. Bao gồm 5 bước kiểm định: kiểm định thành phần của sợi len trước và sau khi giặt, kiểm định về màu sắc trong chất lỏng cũng như màu sắc trước ánh sáng, kiểm định độ sờn xước bề mặt, tính năng đàn hồi co giãn vật lý của sợi vải, tức là giữ form đấy ạ. Và chiếc máy giặt này rất phù hợp với những khách hàng sử dụng quần áo hàng hiệu, và bảo vệ quần áo luôn tươi mới cũng là cách để các bạn bảo vệ môi trường. Thì cái dòng Ultimate Care 900 này chỉ có trên máy giặt 11kg của Electrolux và chỉ có một màu đen mờ titan duy nhất, phù hợp với những không gian với nội thất đẳng cấp và sang trọng. Để được tư vấn chi tiết và sản phẩm máy giặt cửa ngang cao cấp, mời bạn liên hệ kỹ sư điện máy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.